Việt Nam Vlog DTN xin mến chào cô chú anh chị và tất cả mọi người. Hiện tại thì mình đang đứng tại một cái vị trí cách xa trung tâm thành phố Phan Thiết khoảng 40 km, và xin giới thiệu với tất cả mọi người, nơi đây là mũi Hòn Lan thuộc xã Tân Thành. Phía sau lưng mình, xa đằng kia là hải đăng kê gà đây mọi người, ngọn hải đăng kê gà. Ở trong màn hình thì mình thấy nó rất nhỏ, nhưng mà bề ngoài đây thì phóng tầm mắt qua có thể là khoảng 3 cây số, và vị trí mình đang ở đây là mũi Hòn Lan, một địa điểm mà lần đầu tiên mình cũng mới đặt chân đến. Thì trên đường đi sẵn mình ghé nơi đây để giới thiệu cho toàn thể cô chú anh chị và mọi người cùng xem cái cảnh biển nơi đây. Biển nơi đây là cát rất là trắng mịn, và cái đặc trưng ở đây là cái bãi đá mọi người. Đá ở đây đặc thù là đá đen, cái này là hồi xưa kiểu giống như là cái nham thạch chảy ra, gặp nước biển nó sẽ nóng lại như thế này. Cái đá ở đây là rất là khác với những cái đá ở các cái bãi biển khác ở Phan Thiết cũng như là ở Bình Thuận mình. Cái kiểu giống như là nham thạch, là những cái khối nham thạch nè mọi người. Những cái màu đen, khi mà nó đổ ra đây thì gặp nước biển nó sẽ đông cứng lại và nó tạo những cái hình thù hình dáng như thế này. Cái này mà lúc buổi sáng sớm mà thủy triều nó lên xâm xách nước ấy, những cái sinh vật biển và những cái hải sản nhỏ nhỏ ở đây khá là nhiều. Mọi người có thể là lấy một cái muỗng hay một cái giá nhỏ nhỏ ra đây, mình moi những cái phía dưới cái lớp cát, lớp sỏi sẽ có nghêu hoặc là những cái con ốc, con tò, con mực gì đó. Biển hôm nay rất là đẹp, sóng cũng tương đối khá là êm. Thì sau những ngày trời mưa gió mình có thể phóng tầm mắt ra bên kia là cái hải đăng kê gà. Ở trong bờ mình có thể là đi cano hoặc là đi thuyền ra đó với cái giá dao động từ 50 đến 100 nghìn. Để mình đi khám phá hết toàn bộ cái bãi biển ngay cái mũi Hòn Lan này cho mọi người xem. Nơi đây là mình chắc chắn là còn khá là hoang sơ, chưa được
khách du lịch biết đến nhiều. Chỉ có người dân địa phương ở đây thì người ta biết cái lối đi ra để câu cá hoặc là canh những cái lúc mà thủy triều lên và xuống để họ đánh bắt những cái sinh vật biển ở nơi đây. Mình thì có mặt lúc này là khoảng 10 giờ mấy rồi. Trời khá nắng và cũng thủy triều cũng nó thay đổi. Cái hướng tây mình chỉ là đi vào thị xã La Di, cách đây khoảng 38 km. Đây, những cái tảng đá màu đen đen xì luôn. Phía trên đây là những cái đồi cát trắng và những cái hàng dương, hay còn được gọi là cái phi lao. Cái này trải qua những cái thời gian thì cái sóng biển nó cũng bào mòn bớt. Thì những cái bãi biển của tỉnh Bình Thuận mình thì rất là dài và có những cái chỗ còn khá là hoang sơ, chưa được mọi người biết đến hay là khám phá lần nào, đặc biệt là các du khách ở phương xa đến. Có biết thì cũng những người dân địa phương họ sống gần đó họ biết, nhưng mà đối với người dân địa phương thì họ quá quen thuộc với cái cảnh biển rồi đó. Những bạn nào mà ở trên Lâm Đồng hay những các vùng Tây Nguyên hoặc là thành phố lớn như trong thành phố Hồ Chí Minh không có biển rộng như thế này, còn những cái tỉnh thành mà có biển xanh cát trắng nắng vàng bãi biển rộng là điều kiện thích hợp và cũng là cái môi trường thích hợp để cho các bạn và mọi người đi du lịch hay là khám phá trải nghiệm. Có những nơi là có những cái khu nghỉ dưỡng và cái resort để cho mọi người cùng vui chơi nghỉ ngơi ở đó vài hôm. Bây giờ mời tất cả mọi người cùng đi lên cái phía trên cao này, cái đồi cát. Vì đây là lần đầu tiên mình cũng ghé lại đây, cho nên là đi lòng vòng coi thử có gì hay ho hay không, có gì mới lạ hoặc có gì khác biệt hay không. Cát đây là cát trắng, khá là lúng nha mọi người. Đi địa hình cát là sẽ mất sức. Ra muốn biển nè. Ra muốn biển nở đẹp. Chỗ này là còn ít nữa nha. Có một thời gian mình đi ra ngoài khu vực Bảo Trắng, có một số cái bãi biển ra muốn biển nó dày luôn, tới mùa nở bông rất là đẹp. Nhưng mà khuyến cáo mọi người là nó không có được sử dụng cái rau muống biển vào để ăn uống.
không có cái người dân địa phương nào ở đây, mình sẽ hỏi thử là khi xưa cái tại sao mà nó có một cái đá như đá đen như thế này. Ở trên cao là nhìn xuống là mọi người. Ở đây nhìn ra xa có thể thấy La Di nhỏ nhỏ ở đằng kia. Và có một cái hòn ở ngoài biển. Không biết trong màn hình mọi người có thấy không này, đây nè. Đây, 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 đây. Mình zoom lên đấy. Zoom nhiều quá thì nó sẽ vỡ hạt nó xấu. Biển hôm nay nước trong xanh và bầu trời cũng trong xanh. Sau thời gian những ngày mưa gió bão bùng thì bây giờ là chúng ta có thể xách ba lô lên và đi khám phá, đi du lịch. Bạn nào mà đi biển không quen thì cái làn da sẽ dễ bị ăn nắng giống như mình. Mình đi mà trong một ngày thì là giờ là tay chân mặt mũi đen thui luôn.